Tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh, Trương Đức Thắng quyết định khởi nghiệp. Lĩnh vực anh và đồng nghiệp lựa chọn là du lịch với ứng dụng mạng xã hội du lịch Liberty. Mình vào Đà Nẵng từ năm 2015, thì đấy là cái thời điểm mà du lịch Đà Nẵng đang tăng trưởng rất là nhanh. Và trong cái quá trình đó thì mình nhận ra là chúng ta cần có một cái nền tảng để hỗ trợ cho du khách. Du khách có thể tìm kiếm được những cái thông tin cũng như là đặt những cái dịch vụ làm sao cho nó đơn giản nhất. Thì lúc đó mình có nghĩ ra một cái ý tưởng là làm sao chúng ta tập hợp được các thông tin đó về chung một cái nền tảng, thì mình đã phát triển ra hệ thống Liberty. Liberty là nền tảng tạo lịch trình và cung cấp các thông tin hữu ích về chuyến đi, tập hợp những người có chung sở thích về du lịch. Được thành lập từ năm 2016, ý tưởng về Liberty nhen nhóm từ khi Trương Đức Thắng vào Đà Nẵng để quản lý một khách sạn 3 sao. Liberty là kết hợp của Liberty và Easy với ý nghĩa là đi du lịch tự do và dễ dàng. Trải nghiệm du lịch với Liberty, người dùng có công cụ để thiết kế chuyến đi theo nhu cầu, hành trình và các ghi chép sẽ được hiển thị trực quan trên bản đồ. Mỗi người dùng có trang cá nhân riêng để chia sẻ những điểm đến, trải nghiệm và kết nối với cộng đồng đam mê xê dịch thông qua bình luận, tương tác. Hiện tại thì Liberty có một số cái tính năng khác, ví dụ như là các bạn có thể lên được những cái lịch trình khi mà đi du lịch bằng cách là các bạn sẽ ghép những cái điểm đến vào trong một cái lịch trình và đi theo cái lịch trình đó. Và khi các bạn đi xong, các bạn hoàn toàn có thể viết ra được những cái review liên quan lịch trình và chia sẻ cho bạn bè của mình. Cái thứ hai nữa là hiện tại Liberty đang hợp tác với một số đơn vị để đưa những cái dịch vụ vào trong nền tảng của Liberty. Và khi mà các bạn lên lịch trình, các bạn hoàn toàn có thể đặt luôn những cái dịch vụ ở bên cạnh đó. Ví dụ như là hiện tại các bạn sẽ có một cái dự định các bạn sẽ đi Bà Nà chẳng hạn ở Đà Nẵng, thì các bạn có thể nhấn luôn cái nút đặt vé trên Bà Nà được. Hiện tại thì trên hệ thống của mình thì có khoảng tầm 35.000 địa điểm trên toàn Việt Nam. Con số cũng khá là lớn mà bọn mình cũng mất khá nhiều thời gian để tập hợp và đưa ra những cái chương trình để du khách vào viết những cái trải nghiệm tại những cái địa điểm đó. Hiện tại là khoảng hơn 200.000 tài khoản đã đăng ký trên nền tảng của mình. Trương Đức Thắng cho biết đội ngũ Liberty còn tham vọng phát triển ví điện tử và tiền điện tử ứng dụng blockchain với mục tiêu tạo ra cơ chế chia sẻ doanh thu trong hệ thống khi có sự đóng góp của người dùng vào cơ sở dữ liệu. Sắp tới chắc chắn là bọn mình mong muốn là sẽ phát triển thêm nhiều lượng người dùng đăng ký ở trên hệ thống của mình. Cái thứ hai nữa là bọn mình muốn phát triển thêm về mặt công nghệ. Hiện tại thì cơ sở dữ liệu bọn mình đang có cách của bọn mình xử lý rồi. Các bạn cộng tác viên trên toàn Việt Nam đã mang cơ sở dữ liệu về rồi. Và khi có cơ sở dữ liệu rồi thì bọn mình cũng mong muốn là làm sao ứng dụng được trí tuệ nhân tạo vào trong hệ thống để thực sự đem lại cái thông tin hữu ích cho người dùng. Ví dụ một du khách khi mà họ vào Liberty thì họ sẽ tìm ngay ra cái thông tin mà họ muốn.